Bão cuốn anh rồi. Chuyến này vẫn đánh gần bờ chứ mình? Không, dạo này cá càng ngày càng ít nên phải ra khơi mới có nhiều cá. Chuyến này anh đi hơi lâu đó. Em đang ốm, ở nhà nhớ chú ý ăn uống cẩn thận nha. Anh đi nhưng hãy vì em mà luôn cẩn thận nhé. Lần nào anh ra khơi em cũng nơm nớp lo sợ. Chỉ mong anh sớm trở về thôi. Anh xin lỗi, từ ngày cưới nhau đến giờ anh chẳng ở nhà được bao nhiêu. Em chắc buồn khổ lắm. Đợi một thời gian anh đi biển kiếm được lưng vốn, chúng ta sẽ tìm được việc gì đó trên bờ, đỡ vất vả, cho em bớt phải lo lắng. Đi thôi chú Nam ơi, muộn rồi đó. Vâng, em đi ngay đây ạ. À, thôi, anh đi nha. Em ngủ sớm đi, muộn rồi. Tin bão gần bờ, cơn bão số 3. Mình về rồi, em lo quá. Có gì mà lo, dân biển mình sóng gió là chuyện bình thường. Bảo mà vẫn bắt được cá to nhé. Trời ơi, không lo tránh bão còn bắt cá làm gì nữa. Em lo lắm anh biết không? Em yên tâm đi, chờ anh một thời gian nữa thôi. Nhiều năm sau. Anh à, hôm nay về sớm hơn chút nhé. Em có việc gì à? À, không có việc gì. Tại lâu rồi vợ chồng mình chưa đi ăn tối cùng nhau. Em biết đó, công việc anh giờ rất bận. Để có cái cơ ngơi, cuộc sống ngày hôm nay đâu phải dễ. Em phải thông cảm cho anh chứ. Vâng, em biết. Alo, alo mình à, em nè. Tối nay anh về nhà ăn cơm nhé. Hôm nay em nấu toàn những món anh thích đó. Ờ, làm sao bây giờ nhỉ? Bây giờ anh bận quá, chắc anh không về cùng ăn cơm được rồi. Em chịu khó ăn một mình đi. Vậy em trừ phần cho anh nha. Không cần đâu em à, anh ăn qua loa cái gì chẳng được. Việc gì mà nhiều thế không biết, ngày nào cũng tận khuya mới về. Alo. Mai à, tớ Ngọc đây. Hôm nay sinh nhật cậu, chồng cậu có nhà không? Tớ đang đợi anh ấy đây. Sao cậu lại hỏi vậy? Mai à, lúc nãy ra khỏi nhà hàng, hình như tớ thấy chồng cậu bước vào. Có điều tớ thấy anh ấy đi cùng một cô gái, trông có vẻ thân mật lắm. Tớ chỉ sợ tớ nhìn nhầm thôi. Cậu thử đến đó xem thế nào đi, ở nhà hàng Hương Sen. Ngày xưa anh đi biển, gió bão triền miên, cũng không thể cuốn anh đi. Giờ đây, cuộc sống đã khá hơn, nhưng bão ở đâu ập đến, cuốn anh đi mất, cuốn tung tổ ấm của em và anh. Lời hứa năm xưa. Mẹ ngủ đi, mai con dậy sớm đi chợ. Mẹ kệ con. Mẹ chưa buồn ngủ lắm, để mẹ ngồi quạt cho con học. Mẹ chỉ thương tụi học trò các con, năm nay thi đại học lại vào đúng cái đợt nắng nóng nhất. Con cố được mẹ ơi, nắng nóng sao bằng mẹ ngồi chợ cả ngày chứ. Mẹ, khi nào con lớn lên, con sẽ mua cho mẹ một cây quạt điện giống như nhà thằng Hùng lớp con. Được rồi, con cứ nhớ đi nhé.
trời nắng nóng quá. Đi làm cốc bia cho mát đi. Đi thì đi, quán nào đấy? Hay ra quán ông Lý Béo đi. Ấy thôi, hôm nay nắng nóng lắm. Quán ông ấy có mỗi cái quạt yếu xìu, ngồi một lúc có mà chảy mỡ ra. Sang quán lão Hùng ấy. Ừ, thế đi. Đây, bát mẻ thế này uống có phải vào không? Nào, hết nhé. Đã quá, hay nhỉ. Vừa ra trường, tình cờ thế nào mà mấy thằng cùng quê lại làm cùng công ty. Hay thật. Đúng, cũng một cái đồng hương nào. Cuối tuần này phòng mình tổ chức đá giao hữu với bên phân xưởng đấy. Anh em cố gắng nhé. Cuối tuần này à? Chết, tôi đang định bảo về quê một tí. 3-4 tháng nay từ ngày đi làm chưa về thăm nhà lần nào. Thì để tuần sau rồi bọn mình cùng về. Tuần này mà bỏ lỡ trận này thì tiếc lắm. Phải đấy. Ừ, thôi thế cũng được. Để tuần sau chúng mình cùng về. Alo. Đức à, bác Hoa đây. Cháu về nhà được không? Mẹ cháu ốm nằm liệt giường mấy ngày nay rồi. Thôi chết, thế hả bác? Mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mẹ ốm sao thế? Sao không báo cho con biết? Đức, sao con lại về giờ này? Bác Hoa lại gọi điện cho con phải không? Vâng, lẽ ra mẹ phải báo con sớm hơn chứ. Mẹ ốm thế này mấy hôm rồi. Mẹ đã ăn uống gì chưa? Mẹ đỡ rồi. Lúc nãy bác Hoa nấu cho bác cháu. Mẹ ăn rồi, con đừng có lo. Trời nắng nóng quá, mẹ toát hết cả mồ hôi rồi. Không sao, mẹ quen rồi. Con có nóng không? Có quạt đây. Con quạt đi cho đỡ nóng. Mẹ, cái quạt nan này... Để mẹ ngồi quạt cho con học. Mẹ chỉ thương tụi học trò các con. Năm nay thi đại học lại vào đúng cái đợt nắng nóng nhất. Con cố được mẹ ơi. Nắng nóng sao bằng mẹ ngồi chợ cả ngày chứ. Mẹ, khi nào con lớn lên, con sẽ mua cho mẹ một cây quạt điện giống như nhà thằng Hùng lớp con. Được rồi, con cứ nhớ đấy nhé. Mẹ, sao con lại quên được lời hứa ngày xưa chứ? Mẹ ơi. Mẹ, mẹ ngủ đi. Con quạt cho mẹ ngủ. Mẹ ngủ đi. Ngày mai... Ngày mai gì hả con? Không. Mẹ để con quạt cho. Mẹ ngủ đi. Mẹ, lần này con không hứa nữa. Con chưa quên lời hứa ngày trước đâu mẹ. Cho con thoải mái. Con chào ba. Các bạn ra từ bao giờ rồi? Con làm gì mà chậm chạp thế? Hay là bị phạt? Dạ đâu có. Con đá nốt ván cầu với các bạn thôi ạ. Con xin lỗi ba. Con lên xe tranh thủ ăn đi. Ba chở tới lớp tiếng Anh. À, mà hôm nay trả bài kiểm tra toán chưa Minh? Dạ rồi ạ. Con được 9 điểm ba ơi. Sao lại có 9? Con kể con đã làm rất tốt mà. Dạ con hiểu nhầm đề một chút xíu ạ. Đề bài thế nào đọc ba nghe coi. Dạ. Một bể nước có 2 vòi nước. Nếu chỉ mở 1 vòi sẽ mất 2 giờ để tháo sạch nước. Nếu mở 2 vòi. Kiểu đề đó làm đi làm lại bao nhiêu lần rồi mà con vẫn nhầm. Bao giờ con mới nhớ được đây? Con xin lỗi ba. Con đi học đi. Lần sau không được 10 thì đừng trách ba. Vâng ạ. Sao anh to tiếng với con thế? Có gì từ từ nói chuyện con sẽ hiểu mà. Từ từ cái gì nữa? Anh nói ngay từ lúc tan học rồi. Chiều nào từ trường về anh cũng cẩn thận soát bài cho con. Thế mà... Anh à, anh đừng quá căng thẳng. Vừa học xong về ba lại xa xả giảng bài trên đường. Thì vào đầu được chữ nào? Chỉ khiến con mệt hơn thôi à. Vừa rời trường chữ còn chưa rơi hết mà còn quên nhớ nhớ. Để về nhà mới sợ đến chữa bài thì quên sạch rồi. Anh cũng mệt chứ em tưởng. Mẹ. Con ra nhanh thế, vừa mới trống được xíu mà.
Bình thường con không nhanh là ba cáu, con sợ lắm. Bà nóng tính thế thôi, nhưng không có gì đâu con. À, mà sao hôm nay mẹ đón con? Ba bận hả? Ừ, với cả mẹ nhớ Minh nên muốn đi đón Minh thôi. Mẹ con mình về đi con. Mẹ ơi, hôm nay con được 8 tiếng Anh mẹ ạ. À, con đã nhớ là phải đổi ngôi, chia lại động từ, rồi xong con lại nhầm mất. Thế là phần cuối cùng con... Được 8 là mẹ vui rồi. Quan trọng là con thích tiếng Anh, hiểu bài, lần sau cẩn thận hơn là được rồi. Thế con đọc mấy câu sai mẹ sửa cho con nhé. Có khúc mắc gì tối mẹ con mình nghiên cứu lại nha. Ngày học hôm nay đã kết thúc rồi, giờ phải giải lao nạp tinh thần đã chứ. Thật hả mẹ? Yeah, mẹ tuyệt vời. Về thôi. Xuống nào, cho mẹ thấy chân suất huyền thoại đi. Con yêu mẹ nhất. Ba mẹ cũng yêu con. Ước gì ngày nào cũng được chơi sau khi tan học nhỉ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Từ giờ sẽ thế con nhé, mẹ hứa đó. Anh về muộn thế, đói không anh? Ừ, hợp đồng có vấn đề phát sinh từ phía đối tác, đau đầu quá. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chọn đối tác thì phải nhìn người thật kỹ. Lần trước em đã đích thân soạn hợp đồng cho anh rồi, mà anh vẫn chẳng rút kinh nghiệm gì cả. Để người ta... Em không thấy anh đang rất mệt hả? Vừa về đến nhà, em đã lên giọng chỉ vậy. Em đứng ngoài cuộc làm sao mà hiểu hết được? Chả động viên hỏi han câu nào thì thôi, còn thêm dầu vào lửa. Bình thường có bao giờ em dằn vặt cằn nhằn anh như vậy đâu. Anh thấy chứ, vậy mà anh cũng đang làm thế với con đấy. Em đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia như thế. Tan học, vừa qua cổng đã bị ba la mắng, căn vặn, ra soát chỉ vì không được điểm 10. Thử hỏi con sẽ thấy sao? Có tinh thần để cố gắng học tốt hơn không? Hay mệt mỏi y như anh bây giờ? Thay vì thế, anh cho con khoảng thời gian thư giãn như một đứa trẻ bình thường đi, rồi khích lệ để con cố gắng hơn trong lần sau. Tối về hai cha con nghiên cứu, tinh thần có thoải mái mới tiếp thu được chứ. Như hôm nay nè, nếu em đón anh bằng một bữa cơm ngon, những câu chuyện vui cho anh quên đi bực dọc, đợi anh bớt căng thẳng, thật thư thái, rồi mình cùng rà lại hợp đồng, chỗ nào chưa ổn thì sửa. Có thích hơn không? Anh nhìn nè, hôm nay tan học về, hai mẹ con chơi vui lắm. Rõ là... Anh à, anh cứ cầu toàn quá sẽ khiến con thấy mình thật kém cỏi. Mình luôn làm ba thất vọng, dần dần con sẽ thiếu tự tin khi làm bất cứ việc gì. Làm sao một đứa trẻ tự ti có thể vững vàng đi qua mọi sóng gió trong đời đấy anh? Con đang làm rất tốt mà anh. Chúng ta hãy ghi nhận những nỗ lực của con, động viên kịp thời, tin tưởng vào con. Con tự khắc có động lực để phấn đấu. Gia đình là số 1 mà anh. Ba ơi, con xin lỗi vì đã làm ba buồn. Con sẽ học thật giỏi, ba đừng lo. Con trai, ba đã khiến con buồn nhiều đúng không? Ba tệ quá. Chỉ cần con mạnh khỏe và thật hạnh phúc, còn lại cả nhà ta sẽ cùng nhau cố gắng nha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.